Rồi, shop có bông Cần Thơ xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp một cái siêu phẩm khá là dễ thương luôn các bạn. Đó là bé chó ôm mình sữa nè các bạn. Khổng lồ luôn nha, rất là to nha các bạn, rất là đẹp luôn. Bên shop hiện tại đang làm rất nhiều mấy mẫu khổng lồ nha. Nên các bạn nào thích bé nào cứ inbox trực tiếp cho shop nha. Zalo của shop là 0919164193. Cần thì cứ gọi cho shop luôn nha. Shop có để số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Rất là đẹp nha, bé này là siêu to luôn. Hàng mini show bao mềm mịn luôn nha các bạn, rất là đẹp. Bây giờ sếp sẽ chở đi một vòng cho các bạn xem ha. Nguyên chiếc xe tải chở luôn cho các bạn, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy hàng mini show bao mềm mịn nha. Đường may tỉ mỉ cho các bạn luôn nha, hàng chất lượng đàng hoàng, đẹp luôn nha. Đây các bạn có thể mua về trưng bày hoặc là để cho trang trí cửa tiệm nè, hoặc để chụp hình hoặc để tặng người yêu, tặng người thân nha các bạn. Nói chung là đẹp lắm các bạn, hàng siêu to luôn nha. Trên thị trường thì hiếm có những hàng to như vậy lắm. Bên shop thì có, nên các bạn nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho shop ha. Shop mình nằm ở 211 Nguyễn Nhân Linh, phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ ha. Mình này là mai theo yêu cầu nha các bạn, mai theo yêu cầu nha, chứ không có sẵn nha các bạn. Các bạn nào đặt thì cứ liên hệ với shop, thì shop sẽ tiến hành mai cho các bạn nha. Có khá là nhiều con luôn các bạn, có chó ôm mình sữa nè, có heo ôm mình sữa nè, cọp ôm mình sữa nè, thỏ ôm mình sữa nè, Doraemon nè, Brown nè, Teddy nè, toàn là hàng siêu to khổng lồ luôn nha. Xe tải chở mới nổi nha. Thì ở đây thì mình có vận chuyển toàn quốc luôn. Các bạn ở xa cũng vẫn mua được luôn nha. Các bạn ở gần thì mình chở xe đi giao luôn. Còn các bạn ở xa thì mình gửi bưu điện nha. Phí hơi mắc một chút nhưng mà mình sẽ hỗ trợ tận tình cho các bạn nha. Các bạn nào có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ với shop 0919164193. Hàng đảm bảo chất lượng và đẹp luôn nha các bạn. Video là có quay thật, sản phẩm thật cho các bạn xem luôn nha. Mai rất là đẹp nha. Ok, các bạn nào có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ với shop nha. Zalo của shop là 0919164193. 193, cần gì cứ gọi shop nha các bạn. Ok, cảm ơn, chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, like, subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, chào cả nhà nha.